Thì bữa đó cậu qua thăm dân, tức là ông Bác Khứ đó với ông Phan Bác Cầm mới lên xin phép với Đức Ông cho cậu hai được về giảng ở chỗ đó. Thì Đức Ông nhìn nhận cậu hai mới về đó giảng. Thì mấy ông đó ta tu cái này nghĩ cờ bạc rồi mấy ông phát tài đi, mới tìm cách hại cậu hai rồi tìm cách nói xấu được cậu hai. Rồi mấy ông sau này bắt trước là theo chứ không biết móc gì hết đó. Cái nguồn gốc từ đó. Dạ. Rồi trời ông Năm cũng hơi có vai giá trị quan trọng, thành ra những người khác nói ông không có phục, ông không có phục. Còn cái thêm chức vụ nữa thì tôi muốn nói cho chú hiểu là bị chánh trị của người ta, mình quá ngu. Người ta làm chia rẽ cái đạo đặng người ta dễ cai trị. Bây giờ chia rẽ theo còn hai chỉ nhóm là chia rẽ Vũ Sơn thì Hương ra cũng phải hòa hảo luôn đó. Bây giờ hòa hảo còn có 700.000 tín đồ. Mình ít người ta đè đầu mình dễ. Có vậy ông Năm cho con hỏi thêm là như có những mẫu chuyện nào mà như kể về cậu hai mà như quy hẳn với thầy hay là coi qua kinh sám giảng của thầy mới quy ông Năm? Nghĩa là khi mà mấy ông cả này nè đi lên viếng thầy ở đường La Phe Sài Gòn đó, cậu hai xin đi mấy ông không cho. Nó cuối cùng cậu hai mới nài nỉ mấy ông mới cho đi. Rồi lên tới rồi á thì mấy ông để cậu hai giữ ghe á, mấy ông lên giếng thầy chứ không cho cậu hai theo. Nó bị lúc đó cậu hai còn nít, mới 16-17 tuổi à. Cái lên rảnh ông nào mới lên ra mắt thầy mừng rỡ. Đức thầy không lưu ý mấy ông luôn. Đức thầy nói á, còn thằng nhỏ nữa là đệ tử nhất của tôi đó, sao mấy ông cho lên? Mấy ông đầy mới quả ngộ mới xuống cho cậu hai lên đó. Cậu hai lên là Đức thầy nhìn nhận đây là tín đồ nhất của thầy nè, cho nên ta mới kêu là cậu hai nhất đó. Rồi mấy ông này không biết nó tầm bậy là ba không à, không có ông nào biết gì chứ. Lúc đó, đó cũng khoảng 1940 mấy rồi, gần 45 mà lúc cậu hai, Đức thầy ở đường La Phe ở Sài Gòn. Rồi ông Năm cho con hỏi thêm nha. Rồi mấy thầy mấy người đó không có tin cậu hai đó, người ta cũng hỏi nếu những cậu hai á, mười mấy tác phẩm của cậu hai á chỉ gọi bằng tác phẩm chứ bị gì đâu có gọi bằng kinh hoặc giảng đâu. Người ta nói vậy đó hả? Dạ. Nó nói đó là dựa theo ta nói vậy ta còn sai lầm nữa. Dạ. Bởi vì ông Năm giải thích giùm con. Nếu cậu hai lấy cái đó là kinh hay là sám giảng thi văn rồi đó thì cậu hai lạm quyền Đức thầy sao? Vì vậy mà cậu hai viết rất hay rất tuyệt vời, mà cậu hai không lấy như vậy là cậu hai nhượng Đức thầy trên cậu hai dưới đó. Còn bắt lỗi cái gì nữa chứ? Cũng như hồi xưa đó, Đức thầy nói nè, tuy là hữu ảnh vô hình thế dân là tưởng sân trình đáo lai, tôi nói có đầu có đuôi đàng hoàng cho nên không nào dám cãi tôi hết á. Hồi xưa Đức Khổng Tử á, sau 100 năm có cái ông Trình Tử đó, ông ra giảng đạo người ta nghe còn đông hơn Đức Khổng Tử nữa. Nhưng mà ông dám lấy cửa khổng, thầy mình lấy cửa khổng mà mình lấy cửa khổng nữa mình bằng thầy sao? Thành ra ông lấy sân trình. Cái chỗ ông giảng là sân trình chứ không dám lấy cửa khổng. Thì cậu hai không để thi văn dám lấy sân giảng là cậu hai kính thầy đó. Tại sao mấy ông bắt lỗi? Tôi nói cái ông nào đỡ được không? Cảm ơn. Ông Năm cho hỏi như con cũng nghe ông Năm là giảng cho những đồng đạo khác là sau này là cậu hai là vua Minh Mạng. Ông Năm giải thích dùm con cái đó cho con hiểu biết thêm về cái đó nữa nè. Bây giờ nếu ông nào không hiểu nói với ta về đọc giảng 11 hồi á, trong đó có nói đàng hoàng. 14 hồi Ngọc Hoàng đã ra lệnh vũ số của chồng này rồi. 11 hồi đó. 11 hồi thì cái ông vua Minh Mạng là cậu hai anh chị đó. Dạ. Thấy súng sanh đau khổ quá không đành để cho chết. Dạ. Mới lại Phật Thích Ca mà xin đó thì Phật Thích Ca mới sai ổng với ông Di Lạc là thầy mình đó. Dạ. Lên nói thượng đế xin quả của chồng này rồi. Thì hai ông vừa tới thì thượng đế nó đã ra lệnh cho giúp đế cầm chỗ đi rồi, không biết vũ chưa rồi còn thì mấy ông này mới đàn dân theo. Thì gặp ông yết đế thì ông nói tôi có cái lệnh rồi mà tôi không có nở, tôi còn đứng nấn ná ở đây
thì cái hai ngày lại thì thôi bây giờ thu hồi cái lệnh lại, ông mới trả cái xác định nó lại, thì hai ông này mới đem về đó. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế mới nghe lời Đức Phật mới quản mới cần lại, thầy mới ra đời giải đạo mới thu cái đạo giảng. Thầy có nói đàng hoàng mà Minh Dương khó đứng không ngồi đó, người xót thương dạ Ngọc rồi hồi lị rơi đó, trước trời mắt ngọc lệ rừng cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần đó. Đó cái đạn đó là ông đó là cậu hành sĩ đó. Bây giờ tôi nói với mấy người này là khỏi cần phải nói cái gì, mơi mốt lại mà xin tội. Cái ghế Minh Dương sắp tới là cậu hai ngồi đó. Rồi mấy ông sao, mấy ông dám chống không? Hả, lại rồi đây mấy ông chờ đợi thời gian sẽ thấy. Hãy đợi đấy, hãy chờ xem ông nào muốn phê bán muốn nói gì cho chờ xem, mơi mốt ổng lên làm vua rồi mấy ông sẽ biết. Ông Phật thì ông tha tội không có tội, nhưng mà mấy ông thần thấy không, mất phước là chết á, chứ không phải vậy. Cô Tư Đường tôi nói hồi cổ chết luôn đó, cũng vấn đề chống cậu hai đó. Rồi giờ cô Út Đồng gặp tôi đâu dám dò mặt tôi đâu, trốn đi chỗ khác, lúc ra sẽ chết như cô Tư Đường nữa. Lê Minh Châu đó cãi tôi rồi chết đó. Tôi mấy ông nói cậu hai làm chết đó nghe không. Cuối cùng hôm qua giảng ở bên không môn cử á, người ta hỏi câu mà lựa cho mấy cậu phải kẹo đó, đó ổng lên núi bác cậu hai nó nặng nhẹ hồi bước ra tới cái thềm đó ngã ngang chết tại chỗ, xỉu hết biết luôn. Trở qua bên nhà thương đồng tháp chính tước mổ ra cái ruột đứt hết trơn, mai lại ba ngày chết đó. Ông nào sống sống đi hai thả đó, chữ mắng cho đã, giờ vô tù ngồi 10 năm đó. Ai cứu hai thả đây? Tôi nói động tới mấy ông đức lớn này, từ chết tới bị thương không nào khỏi chứ. Tôi thấy rõ rồi. Dạ ông Năm cho con hiểu thêm. Vậy là cái vua Minh Mạng sau này là lập đời lâm qua là cậu hai là vua Minh Dương tái thế đó không nào? Đúng rồi, dạ. Minh Dương thì xuống thế giới Việt Nam đó, mình lại mình còn hỗ trợ dùm chữ mắt ổng là sao? Thầy là Phật Dương cai trị năm châu thế giới, cậu hai là Minh Dương đó, để trị về vấn đề dân chúng quân sự, còn thầy là trị về cái đạo các nước các đạo phải quy theo thầy hết, Thiên Chúa Thiên gì cũng theo thầy hết luôn. Sau này là nó như vậy đó. Thằng đen hỏi lý do là sao thì... Xin ông giải đáp về cái người ta hiểu lầm về câu hai. Bây giờ bởi vì có những người thân của con đã dính vô cuộc này rồi, thành ra con mới hỏi. Dạ, con mới cũng nhờ có cái duyên gặp ông ấy chứ, coi trên mạng hình nha con ấy, cái lòng con cũng nôn nao đặng tới đây đặng nhờ ông Năm giải thích giùm. Bởi vì dạng mấy ổng là cũng như là có tên tuổi ở xã hội tu rồi, mà những người mà cái như con thì biết tin tưởng câu hai mà ngạc mình là cái như con là không hiểu về dành thành nha, mình không có giải thích người ta không có hiểu được thành nha. Thì nhờ ông Năm giải thích vậy thì bữa nay con mừng con nhẹ lòng dữ lắm rồi. Dạ con cũng một ngày lần gần đây con cũng mời mấy người đó vô trong này đăng diện kiếm trực tiếp với ông Năm. Con cũng hy vọng con cũng nguyện với chư Phật phù hộ độ nhé, sao mời mấy ông được vô diện kiến được ông Năm á là nó càng thực tế hơn nữa. Cái kỳ đó ở dưới này tôi lên tôi nói vấn đề cô Tư Lường đó, cô làm tới đĩa cô bài bác bằng điện đó, gì cô làm tới đĩa cô gửi tùm tùm trên đó, chữ mắng cô hai đủ thứ chứ. Cái tạng sáng rồi ha, tôi nguyện với thầy với cậu đàng hoàng nha, kỳ này tôi lên tôi xây dựng cô Tư Lường để cô ra địa ngục tội nghiệp cổ. Rồi tôi đi ra chợ đấy gặp mấy ông đồng đạo có uy tín không nha, hỏi tôi đi đâu tôi kể vậy đó, mấy ông nói sao ông đi được. Ông Bảy Ưởng với ông Hai Xanh đó là cái hạng thầy của cô Tư Lường đó, dạy dỗ cô Tư Lường luôn, mà nói đến cậu hai là cổ nổi nóng cổ kêu bằng thằng không à, cổ không có nói chuyện đàng hoàng luôn. Còn với ông nhỏ hơn cổ cái hạng con cháu nữa, sao ông nói cổ nghe mà ông dám đi, thấy không, nghe tôi nói thấy ớn người hơn. Tôi nói không phải đâu, mấy ông kia không có sứ mạng, còn tôi có sứ mạng, tôi nói được, cổ không dám nói động tôi đâu. Mà thiệt nha, tôi nói là cổ thiệt không trả được lời nào luôn.
Tôi hỏi chứ cô đi theo thầy tu tới giờ cô làm được cái gì cho đạo đức thầy nhờ đâu, cô nói tôi nghe coi. Cô ngồi ấm ứ vậy đâu có chỗ đâu nói. Tôi nói cô mới có đọc giảng thầy thôi à, chứ cô chưa làm được việc gì cho đạo nhờ chứ, từ đức thầy vắng mặt tới bây giờ. Đó. Còn cô bài bác chữ mắng cậu hai thanh sĩ, mà cậu hai thanh sĩ từ trong nước tới ngoài nước làm cái đạo lợi ích sáng tỏ, đem cái đạo truyền bá khắp năm châu thế giới. Cái người có công vì đạo như vậy đó, cô không ủng hộ, cô không tán dương, mà cô còn chửi mắng, cô nói xấu rồi là làm sao? Cái tội cô xa địa ngục 17 triệu năm đó nghe cô. Rồi sanh lên là người, sanh ở ngoài biên địa, sanh bên đất miền được rồi đó, chứ không được ở đạo tỉnh An Giang gì đâu. Cô ăn năn là giờ đó, còn không ở rồi đây, tương lai cô sẽ thấy. Cái cô không trả lời được gì chứ. Cô giơ tay thề không? Giơ tay thề. Tôi thề á, nếu mà tôi có nói nặng hay chữ mắng cậu hai hay gì đó thì công tu của tôi mấy mươi năm đã cho bụi, tôi lên án liền. Tôi nói cô thề vậy cô chết nghe cô thư, cô chối tội á. Phải chi cô thề ở tôi có bài bác cậu hai, bây giờ tôi ăn năn tôi không làm nữa, thì như vậy cô mới biết ăn năn đó. Còn này cô có bài bác mà đĩa sách tùm lum ở trên, bây giờ cô nói cô không có là chối tội đó, cái tội cô là chết đó nghe cô. Tôi về 2 tháng cổ đau cổ khùng luôn, tôi chết luôn. Rước ông Ba Lượm lên trị vị, ông Ba Lượm thầy thuốc. Mà ông nói ông lên rồi ông thèm trị luôn. Ông nói cổ vài bác cậu hai thì cho cổ trả quả đi chứ trị chi, cổ về không trị cổ chết luôn. Rồi tới cổ đọc. Cái bữa đó cái nhà tại chợ Cái Dầu ta mời tôi lên giảng đạo, là cái nhà đó là đệ tử ruột của cổ đọc. Tôi vừa lên thì gặp cổ đọc tại đó rồi. Mấy ông kia mới nói nhỏ nhỏ rửa tay rồi nè, nói bữa nay con Út Đầu nữa kìa, chú đừng có nhắc cậu hai nha, chú nói tới cậu hai là cổ lôi cổ chú diễn đàn đó. Từ đó bữa nay tôi cho cổ lên thôi, cho cổ đi theo gương cô Tư Lường luôn. Cái sợ tôi lên tôi giảng, cổ ngồi cổ nghe, cổ ngồi hàng trước đầu dòng nha. Tôi đem chuyện cậu hai tôi nói hồi cổ trốn mất tiêu luôn, không dám nói mặt lên. Tôi nói phải nói mặt lên rồi tôi nữa rồi. Mình nói có căn bản, có đầu lui, có chứng cớ đàng hoàng. Còn họ nói nghe tin đồn nói bậy không, sao dám cãi lý với mình được. Đó, người nói, có người nói vấn đề tại sao cái thằng Tân ở trong sách giảng nó đá dầm mà thầy còn để tên, còn dám nhận giáo lý không có để tên cậu hai thanh sĩ. Như vậy đâu có ông đó đâu có cái gì. Tôi nói hồi xưa đó, mấy ông biết không, khi mà Ngũ Tổ mà khai ngộ truyền cho ông Lục Tổ rồi là giấu tên không cho ai biết, còn biểu Lục Tổ trốn luôn nữa, người ta kiếm tay giết đó. Nếu Đức Thầy nói ông này đệ tử của tôi, ông này là thánh hay là gì đó thì ta giết cậu hai, rồi mấy ông mới nghĩ sao, làm thinh luôn, không ông nào dám nhích chơi. Tôi nói cái đầu có lý cái đấy sao cày được. Lúc tà quá yêu tinh nó biết ông nào thánh nó giết, chứ đâu phải như mình mà gặp thánh mình lại đang mình tu mình theo học. Tà quá yêu tinh không phải vậy, ông là ngu là khùng nó mới để cho ông sống, còn ông Phật thánh nó giết ông đó. Ông Năm cho hỏi thêm, cái lúc mà cậu hai qua bên Nhật đó dự hội là sứ mạng của ai? Nếu không có lệnh thờ sứ mạng của thầy theo cậu hai qua đó làm được. Dạ. Thầy ra lệnh cho ông đi. Dạ, đó. Dạ. Thầy nói cậu hai là nhà ngoại giao của tôi mà. Dạ. Không có cậu hai ai là ngoại giao cho tôi. Dạ. Rồi ai là người truyền giáo cho tôi. Dạ. Cậu hai có hai sứ mạng. Dạ. Vừa đi truyền giáo khắp năm châu thế giới, vừa làm ngoại giao cho thầy với Nhật Bổn luôn. Đâu phải chuyện thường đâu, mình đâu có phải tầm thường đâu. Còn mấy ông giáo hội này không hiểu trơn về nói bậy. Dạ. Biết giờ không? Nó cũng có cái lý do, ở đây tôi nói không nào cày được chứ. Kỳ đó ông Lê Hòa Nhật nè, thấy ông Nguyễn Văn Hầu nè. Đó, rồi trong cái ban nghị sự đó, gồm có hết 4-5 nhân viên đủ hết. Đi qua Nhật với danh nghĩa là truyền bá tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Đi qua bển cái thằng mà nó lại nó tiếp khách mấy ông này nè. Nó là chức lớn ở trong cái Phật giáo Nhật Bổn, trách nhiệm tiếp khách ngoại giao, và thằng đó lại đệ tử ruột của cậu hai đó. Thành ra nó hỏi chứ mấy ông phái đoàn từ Việt Nam qua đây Phật giáo Hòa Hảo
mà mấy ông biết ông thanh sĩ không? Động cái sư phụ đó rồi nói như vậy mấy ông là gian đạo sĩ chứ không phải Phật giáo Hòa Hảo. Ông thanh sĩ là cái người giỏi nhất trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tại sao giáo hội lại không biết? Thôi tôi không tiếp mấy ông nữa, mấy ông đi nước khác. Cuối cùng nói chuyện với ai vậy? Bỏ qua bên Indonesia, cái thằng này nó điện qua Indo luôn, nó kêu rằng ở bên đừng có tiếp, ông này gian đạo sĩ chứ không phải Phật giáo Hòa Hảo. Qua Indo cũng không tiếp luôn. Đó, về xấu hổ quá mới nói xấu cậu hai nào chụp hình một vợ hai con gửi về đó. Tùm lum đó. Đó là cái lý do đó đó. Giáo hội bắt đầu bài bác thù quá cậu hai là có cái lý do đó đó. Rồi mấy ông giáo hội này thì bắt chước theo mấy ông kia. Chứ biết cái gì. Diễm bây giờ mà biết cái gì. Làm thầy giáo chứ bộ làm Phật sao nó biết. Ông già nó là Nguyễn Văn Hầu hồi đó có đi bên Nhật đó. Bây giờ nó bắt chước theo nói đó. Chứ có cái gì đâu. Còn mấy ông chức khác là cái gì? Cộng sản đưa vô không để phá đạo đó. Chứ có khi nào tự ông bầu cử ở ban sự không? Hay là cộng sản đưa ra? Cộng sản đưa ra thì mấy ông đó là cộng sản. Còn nói cái gì nữa mà nói. Còn mấy ông lại ủng hộ là mấy ông lại ngu. Bị người ta lợi dụng. Chứ đâu có gì đâu. Bởi vì gặp tôi ông nào nói tôi nói rồi rút lui trường. Không ông giáo hội nào dám nói tôi chứ. Mấy ông giáo hội gặp tôi còn lấy mà ban sự trung ương gặp tôi còn giỏi mà. Chứ mấy ông này mà ăn thua vậy. Thì đó các hè mấy ông lớn nè, giảng viên trung ương không. Đi cái đám cưới gia đình mà gần Hòa Hảo, đám dỗ lớn á, có mời tôi. Nên tôi nói với cậu hai thanh sĩ hồi mấy ông xếp chân mời tôi về ban sự đang bàn luận đồ. Tưởng đâu làm sao. Hồi người ta dọn đám ra, mấy ông nhậu ra xây quắc hết trơn. Tôi nói ban sự gì tôi về đó tôi mang xấu ra, tôi không về đó luôn. Chứ đầu tiên là mấy ông mời tôi vô làm ban sự trung ương đó. Rồi giờ tôi không chơi với ông tại vì phạm điều ra cấm thứ nhất rồi ban cái sự cái gì nữa mà ban sự. Mời tôi không đi luôn. Thì tôi nói cái gì rồi. Đâu đó là hoàng hổ ông nào cày được chứ. Dạ thương ông cho con hỏi thêm á, là đệ tử tín đồ là giỏi nhất của thầy ở bên Nhật Bản là dự đại hội Phật giáo thế giới gì á, mà tại sao xong rồi không về nước, hay là còn ở lãnh sứ mệnh lại đợt ở đời đang dạy thêm cho những người Nhật Bản đang biết cái đạo Phật giáo của mình lớn hơn không nào? Nằm trong con đó. Nghĩa là cậu hai muốn làm cho cái đạo khắp năm châu thế giới, chứ không phải riêng của đất nước Việt Nam. Cho nên ngài mới ra đi như vậy. Tạm ngưng chữ hiếu ra nhà để lo hiếu khắp người ta hoàn cầu. Hiếu nhà hứa chẳng mất đâu, nếu bề hiếu đạo hoàn cầu làm sao. Cái người chí lớn là vì tất cả chúng sanh, chứ không phải vì cái gia đình mình, mà không phải vì một nước của mình luôn. Đó. Cái đạo cao cả là vậy, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc luôn. Chứ đâu phải nói ở Việt Nam là tu, còn ra khỏi Việt Nam là phản quốc. Như vậy là sao? Hồi đó mấy người trốn ở nước ngoài phản quốc, bây giờ Việt Kiều yêu nước đó, mấy ông thấy không? Gửi tiền nhiều cái Việt Kiều yêu nước đâu phản quốc. Đạo lý là vậy đó. Thì cái phần con ở bên cậu hai ông Năm giải thích vậy là con quá mừng rồi. Giờ cho con hỏi thêm cái phần khác. Giờ ông Năm giải thích con là cái câu là cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành, thời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thở trước nhang hồi còn trẻ. Cái tên nhang này là cái tên nhang của một con người hay sao không nào? Nhang hồi tức là kêu thầy nhang đó. Là ông đệ tử giỏi nhất của Đức Khổng Tử. Nhưng mà ông chết yểu. Ông có 32 tuổi chết à. Cho nên nói đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thở trước nhang hồi còn trẻ. Thì cái đời quân hạ này bây giờ như vậy đó, 30 tuổi bắt đầu chết lần rồi, chứ không có sống tới 100 tuổi. Chỉ có ông lão bành đó, ông mới sống tới trên 800 năm đó. Cho nên được như 100 tuổi lão bành, là ông bành tổ đó, ông là quan đời nghiêu thứ, ông sống tới trên 800 năm.
cho nên Đức Thầy mới nói đó, mấy ai mà sống được như Lão Bạch mà đời hải quan thì chết tuổi xanh, ba mấy tuổi trúng gió chết rồi, không có đời già. Thì bây giờ y đang nhỏ nhỏ không chết vô không kịp đó. Thưa chú Năm, con yeah, xong năm cho hỏi em. Giờ tí hiệp vài vui mừng cộng lạc tớ thầy hiệp chung. Đó, là bốn ông giáo chủ này là bốn ông giáo chủ nào ông Năm? Cái này là giảng xưa chứ không phải giảng thầy. Thì bây giờ Đức Thầy đại diện cho Tam Giáo Thánh Nhân rồi Tứ Đại Thánh Nhân luôn. Phật Thích Ca nè. Lão Tử nè, Bổng Tử là ba đạo rồi, Đức Chúa Giêsu nữa là bốn đạo. Sau này bốn ông đó mới hiệp lại, mới cho chúng sanh biết bây giờ đã tới cái giai đoạn của Đức Thầy rồi, thì các tôn giáo phải theo Thầy hết. Thì mấy ông giáo chủ kia và các đạo kia đều theo Thầy hết. Bây giờ chót mà nó như vậy đó. Cũng như Thầy không lẽ giới thiệu tôi tha cho bốn giáo chủ, mà có vốn giáo chủ lại đây để chứng minh Thầy tha cho bốn giáo chủ, tặng cho các tín đồ kia người ta theo Thầy hết. Cái chuyện sắp tới là nó như vậy đó. Sau này tín đồ Thiên Chúa cũng theo Thầy, vì Thầy có Chúa chứng minh nè. Rồi tín đồ Lão Tiên cũng theo Thầy, tín đồ Khổng Tử cũng theo Thầy luôn, Cao Đại Giáo cũng theo Thầy luôn. Nó đặc biệt vậy đó. Cái ý này hay lắm á. Cũng như học trò của ông gặp tôi giới thiệu, bây giờ mấy ông phải theo ông này kìa. Tôi không có mặt này thế cho tôi, thì học trò ông theo tôi hết chứ sao. Ý vậy đó. Hướng dẫn em con bây giờ sao mà từ khi mà gia đình con á hoặc vợ chồng con á, mà biết tu là cái biết tu tinh tấn, gọi là mình thấy là tai nạn hoặc giả nghiệp gì cái đổ dồn tới cái một ông Năm. Hồi không tu thì ít hơn, mà tu lại nhiều hơn phải không? Trong gia đình có người mất luôn. Thì cái đó là thực tế rồi. Ông thiếu nợ người ta mà ông rồi dời nhà đi xứ khác thì chủ nợ người ta bu lại ta đòi chứ sao. Ông còn ở đây hoài thì ta chưa đòi, không thắng ông mừng ông trả. Bây giờ ông đi mà không đòi, ông đi khỏi đòi ai. Thì tu giống như vậy đó, mình nguyện thoát đi cõi trần này về cõi Phật, thì bao nhiêu nghiệp kiếp nó lại đòi đó. Rồi bây giờ ông làm sao? Ông hẹn lại. Mấy ông thông cảm đi nghe. Tôi giờ tôi không có việc tôi làm để trả nợ. Mấy ông cho tôi đi xa tôi làm có tiền tôi về tôi trả. Cái mình đi mình làm có tiền về trả. Ông cha chân chánh đâu có thứ con việc nợ. Mình thành Phật rồi mình lại độ mấy người đó, đó để trả ơn. Chứ đâu phải mình bỏ đâu. Bây giờ chưa thành Phật nên chưa có con có đủ công đức mà trả. Thì ráng tu thành đi đặng trở lại trả. Cho nên Đức Thầy nói đó, về cõi Tây Phương học đạo chứ hoàn toàn trở lại cứu giấc chiến tranh là trở lại trả cái món nợ đó đó. Không tu thì khác hơn. Ta kéo mình lại rồi là không đi được. Còn mình tu là khác cái mình đi được. Mọi người có tiền trở lại trả nợ. Chứ lực nhân quả không trả đâu được. Dạ ông Năm cho con hỏi nữa. Thì như bây giờ con có nhỏ em là nó ở đời ở xã hội á, thì là cái như cái tình người thì ai cũng thương hết chứ. Mà đều về cái đạo hiếu với cha mẹ chồng của nó thì nó không được đầy đặn. Mà bây giờ thì đã mất rồi, mới 28 tuổi là mất rồi. Ông Năm cho con biết thêm là như vậy đó, là cái nghiệp nó mất hay là cái chữ hiếu nó ít mà thành ra nó phải mất sớm như vậy. Thật ra cái sanh ra sống lâu hay trường thọ đó đều là có cái số trước. Hồi kiếp trước là hay sát sanh, nhất là bán buôn trứng vịt lộn hay hoặc là bắt cá làm rồng rồi ha. Đó cái là sanh vật bị mình giết nó chết yểu. Bây giờ mình sanh ra phải chết yểu đó. Nhưng mà nếu nó có làm phước có tu thì nó tăng thêm được mớ. Còn nếu nó không có tu làm tội thì nó giảm xuống nữa. Vậy đó. Bây giờ cái người đó số 10 tuổi mà người ta có làm phước được cái sống lên được 15 tuổi. Cái mình nói tại sao làm phước chết yểu, ý làm phước rồi đó mới được 15 đó, chứ không làm phước chết thành 10 tuổi rồi. Còn người kia nói thấy người ta làm ác rồi người ta đứng xuống dai. Cái ông đó hồi trước ông bố thí phóng sanh rồi đó, ông làm phước. Đáng lý là ông 50 tuổi mà giờ 40 tuổi chết, đó là bị ông làm ác giảm xuống rồi đó. Như tôi nè, đáng lý là tôi chết yểu hồi 49. Cái danh từ Phật Tổ tức là người đầu tiên, tiểu tổ
không á là Như Ông Ca Diếp Phật truyền cho ngôi tổ chứ không được là Phật tổ. Còn Đức Phật là người đầu tiên ngộ tánh Phật của mình, sống thẳng với cái tánh Phật này mới truyền đạo khắp nhân gian, dạy cho các tổ, cho nên Ngài là Phật tổ. Một vị Phật đầu tiên là Thích Ca Mâu Ni, gọi là Phật tổ. Kể tới gì nữa? Giờ có câu này đồng đạo này hỏi nghe cũng hay, có liên quan đến ông nha. Vị đồng đạo này hỏi, khi ngày xưa Ấn Độ á, Đức Phật thành Phật tới chỗ chứng đắc rồi mà thiên ma nó giả ra 3-4 nữ cô gái đẹp đến để múa hát đó, kêu gọi Đức Phật. Đức Phật lúc đó sống với cái tự nhiên bình thường. Bây giờ người ta thí dụ chẳng hạn như nghe ông Năm nói pháp đây thì cũng biết rằng là ông Năm chắc hẳn tâm được thanh tịnh và sanh ra pháp ha. Nhưng mà người ta hỏi á, một người nữ xinh đẹp đến bóp tay chân ông Năm và so mình ông Năm, thậm chí đến cái lỗ mũi của người nữ này đưa vào gò má ông Năm, vậy ông Năm trong người có chuyển động không? Nhờ ông Năm giảng giùm. Cái này quan trọng lắm nha. Dạ, cái đó là thực tế luôn đó. Mà hỏi là thực tế nha. Rồi như cô hồi nãy đó, còn thiếu cái chỗ Như Lai. Cũng như nãy tôi giải Phật rồi phải không? Rồi còn tại sao có danh từ Như Lai? Chữ Như Lai á, là muốn nói cái Phật tánh trở lại cái như như bất động, lạc trang sáng rỡ rõ ràng biết. Nó khi mà trở về cái đó nó mới bất sinh bất diệt. Còn cái tướng giả của Phật vẫn bị thiêu đốt, vẫn bị bỏ như thường. Còn trường hợp như tôi thì đây là một cái vấn đề tôi trình bày với quý vị tùy duyên giúp đời thôi. Còn cái chuyện mà ma dương tôi đã trải qua rồi, cho nên đối với tôi bây giờ các cái trần cảnh tôi vẫn thấy như là chim bao, không có quan trọng gì hết. Miễn có cái duyên, người ta gây duyên với mình, người ta đối đãi với mình thì người ta tốt, thì mình giúp cho người ta để tu, để thành Phật. Vậy thôi. Bữa đó tôi nằm ngủ 12 giờ khuya. Bây giờ tôi tả lại cái cảnh đó hen. Tôi nhớ lại Đức Phật nói vấn đề đạo gần đất ma dương theo khuấy. Thầy mình nói đó, dùng thần thông nghị lực dẹp ta. Tại sao gần đất chưa đắc mà có ma dương theo khuấy? Rồi thần thông ở đâu mà có? Đắc đạo rồi mới có thần thông, sao ông này chưa đắc đạo mà có thần thông? Mình nghĩ vậy cái hơi đấy làm phân dân. Thì một cô gái đẹp tuyệt vời, môi son quá phấn mà thơm ngào ngạt luôn, nhảy vô ôm tôi cái cứng ngắc đó. Cái này mới thấy ra. Rồi cái tôi nói bây giờ, hồi xưa Phật nằm ngồi làm thinh, Phật đâu có làm gì ma dương đâu. Để cái tâm loạn trang sáng rỡ, chiếu soi thanh tịnh, không khởi lên một niệm gì hết. Thì tôi cũng làm y như Đức Phật ngồi có cột lề đó. Thì bỗng nhiên nó tung một cái đó là văng ra tới ngoài sân luôn, làm sải cánh. Cái cô đó quảng hồn chạy mất tiêu. Chút xíu có con cô nữa vậy để ôm cứng ngắc luôn. Mà tôi nói cái này quý vị để ý, đặc biệt cái là cái biết. Cái thân cứng ngắc, cái miệng cứng ngắc không nói được, mà cái biết vẫn biết lào lào, không có mất chút nào hết á. Tôi mới nghĩ rằng bây giờ tôi cũng vẫn làm y như Đức Phật hồi gốc Bồ Đề, tôi chiếu soi cái tụi yêu ma này coi nó làm sao. Bỗng nhiên nó tung một cái văng ra ngoài một cô nữa, sải cánh nằm dài rồi biến mất luôn. Từ đó tới bây giờ không có ma dương nào tới hết đó. Rồi bây giờ những người này người ta có tâm tạo, người ta muốn tu thành Phật, gây duyên với mình độ cho người ta thành Phật, chứ đâu phải ma dương mà sợ. Đó, tôi nói vậy là quý thông cảm rồi đó, quý vị cảm thông được rồi đó. Dạ. Nào, uống miếng nước đi rồi. 3-4 câu hỏi nữa xong rồi. Rồi chú khỏe chưa? Khỏe. Vậy là câu hỏi kế tiếp, 4 câu hỏi nữa xong rồi. Ông Năm cho vị đồng đạo hỏi, mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là mổ mặt người ta lấy tiền, xin cho anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Đà, kính thưa quý vị, cái đoạn này là ở trong sánh giảng của Đức Thầy muốn nói lên cái người Pháp. Hồi xưa mình Pháp cai trị đó, có cái tớp mà Phú Lan Sa đó, cái nước đó nó thiệp với Pháp qua đây nó cai trị mình, kiểu Phú Lan Sa đó.
Cho nên mấy anh thầy thuốc lang xa và muốn nói là mấy anh chích thuốc tây á, nói thẳng là như vậy. Hồi đó học được thuốc tây làm y tế là làm giàu luôn đó, đâu có mấy người mà biết chích thuốc đâu. Mà chích thuốc cái thấy nó hiệu nghiệm liền, hút thuốc chẳng ai không có chích vô mũi thấy kết quả. Cho nên ăn tiền bao nhiêu cũng được hết trơn, cho nên mổ mật người ta lấy tiền đó. Mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Nó khuyên trong anh chị đừng phiền đồng bạc đồng tiền là thứ phi ăn. Ở lấy tiền cho nhiều đi rồi mắc tội rồi cũng tiêu hết rồi, không còn gì chứ, cũng không ít lợi gì chứ. Cái ý là Đức Thầy muốn nói như vậy. Rồi. Rồi vậy câu kế. Câu kế ông Năm cho đồng đạo hỏi. Khi đi chợ, đi vào hàng cá thịt, hay cầu nguyện và hồi hướng công đức cho các loài vật đó sớm được siêu thoát, vậy có giúp được gì cho các loài vật đó không? Nhờ ông Năm giảng dùm. Không nghe rõ ha. Kính thưa quý vị, đồng đạo muốn hỏi mình đi vô mấy cái chỗ người ta sát sanh, nó chợ búa, chỗ bán thịt hay chỗ giết hại rồi đó, rồi mình động lòng từ bi, mình thương, mình muốn cầu nguyện cho mấy người đó được siêu thoát, thì có ích lợi gì không? Đại ý là như vậy. Thì hôm nay tôi xin trả lời, nếu mình có lòng lành, mình phát tâm cầu nguyện như vậy là rất tốt, Phật cũng chứng cái tốt cho mình. Nhưng mình phải tu đắc đạo để mình độ những cái dân linh đó, có cái duyên đó mình độ mới được. Còn nếu mình tu không đắc đạo thì mình không độ được nó. Đại khái là như vậy. Rồi câu kế nữa. Biên này dân lệnh Minh Dương với lệnh Phật đường đi xuống cứu dân, nhà ông Năm giải dùm cho biết hai câu này. Điên này dân lệnh Minh Dương, nhớ là cái chữ điên là tớ, nhớ vậy đó, chữ khùng mới là thầy. Tức là cái ông này là ông tớ, đệ tử của thầy đó. Ông ấy dân lệnh ông Minh Dương. Minh Dương tức là ông vua Việt Nam, ông vua Chuyển Đương Dương cai trị cả thế giới Nam Châu, ngày mai sắp tới đây xuất hiện, không còn xa nữa. Dân lệnh Phật đường, Phật đường là nhà Phật, chữ đường là nhà, là muốn nói rằng dân lệnh Đức Thích Ca, dân lệnh nghĩa là Đức Phật Tổ để xuống đây dạy đạo, khuyên cho dân chúng tu hành, chứ không phải như người thường. Ai muốn nói cũng được, ý là như vậy. Có sứ mạng đàng hoàng, thầy mới ra đời, thầy mới dạy đạo, mới độ được tất cả chúng sanh, ý vậy đó. Chỉ còn câu này, câu chót nghe không Năm? Dạ. Ta hỏi cái chỗ này, khi nói chuyện qua lại với người và đi chấp tác làm ăn hoặc là cắt lúa hái rau gì đó vân vân, mà để cái tâm như thế nào cho được thanh tịnh? Nghe không Năm giảng dừng. Kính thưa quý vị, mình là cư sĩ tại gia, ngày xưa cũng có đệ tử Phật, cư sĩ tại gia, hỏi Đức Phật, tôi là cư sĩ tại gia, còn làm ăn hay còn mua bán chẳng hạn, rồi có thể tu thiền như các vị xuất gia hay không? Đó. Thì Đức Phật có trả lời, nếu cư sĩ tại gia, mình làm cái gì thì biết cái đấy, tâm không có nghĩ lăng xăng lộn xộn, tâm không chạy đi đâu hết thì vẫn là tu giải thoát, vẫn là thành Phật. Thở vô biết tôi thở vô, thở ra biết tôi thở ra, làm việc biết tôi làm việc, xong thôi, không có chạy đi đâu, không có lăng xăng lộn xộn gì hết thì vẫn là ngộ đạo, vẫn là đắc đạo, chứ không có xa xôi gì cả. Kính thưa quý vị, lời nói của tôi bấy nhiêu đến đây kết thúc. Chị cho hỏi một câu nữa kết thúc được rồi. Năm ơi, đi khách còn quá nhiều trước á. Trong cái trạng thái biết và trạng thái phải ngủ sâu, trong trạng thái khi mới chết và chết hoàn toàn, vậy cái biết mình nó có mất không? Kính thưa quý vị, đồng đạo hỏi cái này thì tôi cũng xin trả lời rõ ràng gián tắt. Trong khi chết cũng như trong khi ngủ, thì hôm nay người ta có quan niệm rằng nó mất, chứ thật ra không có mất.
dù chết hay dù ngủ gì là cái xác thân này. Còn cái biết lúc nào nó cũng biết, ngủ cũng biết, thức cũng biết, đi đứng nằm ngồi đều biết, chết sống gì nó cũng biết cả, hoàn toàn một tánh giác không thay đổi. Đức Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, Đức Di Đà lâm phàm xuống đây độ chúng sanh cũng vậy, và vô lượng vô biên kiếp sau thì Đức Di Đà cũng vậy, không có mất mát gì hết. Đại khái bao nhiêu đến đây kết thúc. Cái đạo á, là cái tâm là cái biết sanh nhất là khởi một vọng niệm là nó có cái một. Nhất sanh nhị là có âm rồi có dương, có âm dương hai cái nó khác khi nào nó quay, thì từ đó nó mới thành ra tam, tức là tam tà đó. Tam tà là thiên địa nhân, tức là người là tánh biết, trời rồi tới đất rồi tới mình, đó là tam tà, kêu tam tà giả thiên địa nhân. Nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh tứ, đó tam tà rồi mới sanh ra tứ tượng. Tứ tượng rồi mới thành ra bát quái, bát quái rồi bát quái mới thành ra ngũ hành. Đó, ngũ hành tức là con số 5, kim mộc thủy hỏa thổ, đó từ đó ra mới thành ra muôn loài vạn vật. Vì vậy mà không cùng không tận, cho nên đến đây thì không biết sao cho hết được, mình chỉ nói tạm tạm vậy thôi. Kính thưa quý vị, cái câu đồng đạo hỏi đó là sách của Lão Trang, nói đến cái đạo của tiên đó. Ban sơ là vô cực, vô cực tức là cái dòng không thì nó chưa có gì hết, từ cái dòng trống không không có gì hết mới có một cái điểm đen, từ đó mới sanh ra thái cực, từ thái cực đó nó đối đãi nhau mới có cái chữ thập, thành ra lưỡng nghi, tức là thiên chúa ta thờ đó. Cái lưỡng nghi nó quay, nó quay tròn, lưỡng nghi sanh ra bát quái, bát quái sanh ra ngũ hành, ngũ hành sanh ra tứ tượng, đó bát quái sanh ra tứ tượng, tứ tượng sanh ra ngũ hành, rồi mới sanh ra muôn loài vạn vật. Đó là muốn nói ban sơ có một cái biết thôi là con số 1. Từ cái biết này khởi lên vọng niệm nó mới có thành con số 2 gác để chữ thập, rồi đó nó mới sanh ra muôn trùng hết trơn, vạn vật cũng ở trong cái biết này chứ không có cái gì khác. Bây giờ mình tu muốn thành công đắc đạo mình phải trở lại lúc ban đầu. Lúc ban đầu là từ cái vô cực không có gì hết, chỉ có cái biết đó. Bây giờ mình buông tất cả những cái phải quấy rành chữ tốt xấu hơn thua Phật ma, trở lại với cái biết thanh tịnh nhắn lặng thì bộ đạo, thì chứng đạo, thì đắc đạo, chứ nó không phải xa xôi ở đâu hết. Còn chạy theo danh tự vô cực, thái cực, lưỡng nghi, bát quái, ngũ hành đều là những cái danh từ thôi, chứ nó không thật. Những cái tên đó đều là tên giả. Hồi nó thật chưa có tên gì hết, bắt đầu có tên thì đó là ý thức gian vô rồi, đó là đối đãi rồi, cho nên bị âm dương, bị luân hồi sinh tử. Còn bây giờ vượt ra để đi đến cái chỗ không tên thì đó là trùm vạn vật, chân không một vật, không một vật mà trùm vạn vật, đó là đại đạo, đó là tánh Phật, đó là cái biết lúc nào cũng sống với cái đó thì chúng ta đều thành Phật hết. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Kính thưa quý vị, đồng đạo vừa qua hỏi trong cái thi văn giáo lý của Đức Thầy, đúng nguyên văn của nó là tìm hiểu đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Đó, như vậy mới đúng chánh văn của nó. Thì hôm nay tôi xin kể sơ sơ lại chút xíu là ngày xưa đó, hồi mà trước khi hòa bình đó, cái chế độ của ông Diệm hồi xưa đó, cái lúc đó là cái phiên khánh thành hội quán ở trong Tân Hội, kỳ đó tôi đi với ông Hai Tho với một số anh em đồng đạo tham dự, thì có người ta hỏi cái câu đó, tìm hiểu đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Thì lúc đó đó là chú Hai Tho là ban phổ lý tỉnh Châu Đốc, ban phổ thông giáo lý tỉnh Châu Đốc mà kiêm phổ thông giáo lý trung ương luôn. Nhưng mà đến cái câu đó đó thì chú Hai giải là chân không là thật không, tức là không chân không có gì hết đó, làm cho thính giả quay nghe năm thôi không đánh hồi được. Vì thế mà quý vị đồng đạo ở địa phương đó với yêu cầu tôi với nói với ông Hai Tho yêu cầu tôi giải thế cho một đề để cho nó rõ về vấn đề này. Thành thử ra nó sai một chút thôi là nó trật cả ngàn dặm.
chân không, tức là chú Hai Thơ giải là chân là thật, không là không, tức là không có gì hết, cho nên nó lạc vào vô ký không. Vì vậy mà anh em hỏi tôi mới giải lại cái chỗ này. Chân không là cái không của lẽ thật, chữ không là không, chữ chân là thật, chứ không phải là thật không. Nó gồm có chân không diệu hữu đó. Nghĩa là trở lại cái chân không màu nhiệm quyền diệu, không làm sao tả hết được, mới gọi là chân không. Mà quyền diệu là cái gì, màu nhiệm là cái gì? Kính thưa quý vị, là cái biết. Hiện giờ mình đang biết, nó không có hình tướng, không có sắc màu, không có tên tuổi, chụp hình không được, quay phim không được, bị gì nó không có hình tướng. Nhưng mà không phải thật không, là hiện giờ mình đang biết nè, đang thấy nè, đang nghe nè, rõ ràng, sáng rỡ, thanh tịnh, vắng lặng, như như bất động. Cái đó là Phật tánh, mỗi người đều có. Ngộ ngay chỗ này, tu ngay chỗ này thì chắc chắn thành công đắc đạo. Đó là pháp môn tuyệt vời của Đức Phật, của Đức Thầy, chỉ cho chúng ta, khai ngộ cho chúng ta, kiến tánh thành Phật. Nếu nói dài dòng thì hơi mất thì giờ, bữa nay tôi chỉ nói ngắn gọn bao nhiêu thôi. Mong quý vị cũng hoan hỷ cho, đến đây kết thúc. Kính thưa quý vị, đồng đạo muốn hỏi kinh thủ trang nghiêm như thế nào? Thì cái tựa kinh nó đầy đủ hết trong quyển kinh. Kinh thủ trang nghiêm, hai cái chữ thủ trang nghiêm đó là đại định. Nhớ là đại định. Mà cái gì đại định? Nếu nói dòng vô tam bất thì vô cùng vô tận, nói tối ngày nay cũng hết, nói luôn một tháng luôn hết luôn. Bởi vì kinh Phật vô lượng vô biên, từ tự tánh, vô lượng nghĩa, cho nên không cùng không tận. Ở đây tôi kết luận là cái biết. Cái biết lặng lẽ thanh tịnh, không sanh vọng niệm. Cái biết chân thật, không có nghĩa lý gì nói được tới nó, vì nó siêu ra tam giới. Cho nên ta tạm gọi là thủ lăng nghiêm, nghĩa là tạm gọi là đại định hay là chánh định, chứ không một nghĩa nào khác nữa đó. Còn kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là kinh tối thắng, tối thượng, đại thừa, phá hết tất cả văn tự, phá hết tất cả các kinh luôn. Là tại vì cái chỗ này là nói đến cái Phật tánh tuyệt vời, không dùng suy nghĩ được, không dùng bàn luận được, không dùng nói được, bất ly tự tướng, không lìa các tướng, mà vô danh tự tướng luôn, cũng không có tên gì luôn. Nó không lìa các tướng là Phật tánh của mình, thấy được, biết được các tướng, nó ở trong các tướng, mà nó vô danh tự, không có tên gì hết. Ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly danh tự tướng luôn, bỏ danh tự, bỏ ngôn thiết, bỏ tên họ luôn. Hiện giờ mình đang biết nè, cái biết mình bỏ đâu? Cái chỗ này mấy ông sư chưa giải cái chỗ này, kinh điển cũng không giải được chỗ này. Bữa nay tôi khai mở cái chỗ này để cho mình ngộ được chân lý. Dù ly văn tự, dù ly các tướng, nhưng mà cái người đang biết ly văn tự, đang biết ly các tướng, cái người đang nói được chỗ văn tự, đang nói được các tướng, cái người đó là Phật. Sống thẳng cái biết thanh tịnh rộng rãi trùm khắp, lúc nào cũng biết hết, như như bất động, thì đó là đại định thủ lăng nghiêm. Đó cũng là kinh Pháp Hoa, đó cũng là tất cả những lời của Phật. Ngộ chỗ này rồi chắc chắn thành Phật, không ai không thành. Đừng lầm tưởng rằng cái này Phật mới tu được, cái này thiền sư mới tu được, cái này xuất gia mới tu được, mà không phải. Nghèo giàu cao thấp thì tu cũng được, khôn giải trí ngu thì tu cũng được, sang tu cũng được, hèn tu cũng được. Chỗ này là tuyệt đối, mỗi người đều có quyền thành Phật hết, chứ không ai cản trở mình hết. Kính thưa quý vị, kết luận đến đây dẫn pháp tới cái chỗ là nhĩ căn viên thông, sáu căn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn một cái nghĩa nữa là nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm. Bây giờ tạm ví dụ, phải không? Khi mình ngủ, con mắt mình không thấy. Khi mình ngủ, lỗ mũi không ngửi mùi. Khi mình ngủ, cái miệng không nếm vị. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà đều bị bế tắc trong khi mình ngủ. Trái lại, cái lỗ tai nó vẫn viên thông. Tiếng trống đánh vẫn nghe, tiếng kèn thổi vẫn nghe, tiếng pháo nổ vẫn nghe. Đó là nhĩ căn viên thông. Mặc dù năm căn kia nó ngủ mà căn lỗ tai vẫn còn nghe, vẫn còn thấy. Đó là tánh nghe. Tánh nghe là tánh Phật. Quan Âm ngộ được cái tánh này, tu thành Phật, nghe tất cả chúng sanh ngàn muôn thế giới đều kêu Quan Âm độ, là Quan Âm nghe liền, rồi trở tới độ chúng sanh. Đó là nhĩ căn viên thông. Mình tu ngay chỗ này chắc chắn thành Phật, tu ngay chỗ này chắc chắn đắc đạo. Nghĩa là mình có tánh nghe,
thì giữ ngay đến nghe đó thành Phật, đừng chạy theo âm thanh vị nghe, đừng chạy theo tiếng động bên ngoài, lúc nào cũng như như bất động lặng trang luôn, giữ tánh bằng bất động như như, cho hồn linh liên lặng an cư thì sẽ được vào nguyên pháp bổn. Tôi cũng kết luận nhắn tắt bao nhiêu. Kính thưa quý vị, pháp môn kiến tánh với pháp môn đức thầy là có một chứ không hai, nhưng mà trải qua cái thời gian không gian, trải qua cái trình độ con người Ấn Độ nói bằng tiếng Ấn Độ thì nó khác, con người ở Việt Nam nói bằng tiếng Việt Nam thì nó khác. Đức Phật nó Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái người ta khó hiểu quá vì tiếng Ấn Độ hay tiếng Trung Quốc. Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng khó hiểu quá. Bây giờ thầy nói tiếng Việt Nam, tức tâm là Phật đó. Ngay cái chỗ tức tâm là Phật, dù Đức Thích Ca, dù chư Phật mười phương ba đời cũng không nói khác hơn được. Nhận ra cái chỗ này là cái tánh biết, cái tánh biết là Phật. Sống ngay cái tánh này, buông những cái không biết thì ai cũng là Phật cả. Rồi kết thúc với nhiều. Kính thưa quý vị, về cái bài Tây Phương thì tôi cũng có giải nhiều lần, nhưng ở đây tôi cũng nói vắn tắt thôi. Nam mô là cung kính, quy mạng hay là cứu ngã, mình hướng về Phật, cung kính Phật, quy y theo Phật, nhờ Phật cứu độ mình. Thế giới tam thập lục vạn ức đó, tức là cái thế giới mười phương chư Phật, nó gồm có cái cõi Tây Phương là 36 ức, thấy không? Lục vạn ức, nhất thập nhất vạn đó, 36 ức cộng nhất thập nhất vạn nữa là 36 tỷ. Cửu thiên ngũ bá 36 tỷ 0 triệu 9.500 là cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, cùng một hiệu A Di Đà Phật, cùng một đại từ đại bi độ tất cả chúng sanh. Nếu mình niệm câu đó thì nó tuyệt vời, công đức vô lượng, Phật mười phương đều đến đây để giúp đỡ chúng sanh. Cho nên Đức Thầy nói niệm một câu đó hơn ở trong chùa tụng kinh 2 tháng. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Kính thưa quý vị, cái hiệu Ngọc Thanh tức là cái hiệu ông Cử Đa, cái người viết Sám Giảng Nguyện Ba đó, ổng hồi trước là Cử Đa, ổng thi đậu võ cử, võ trạng đó, rồi bây giờ thời pháp thuộc không làm gì được, cho nên ổng mới về Thất Sơn ổng tu, rồi ổng đắc quả tại núi Cấm, cho nên lấy cái hiệu là Ngọc Thanh. Cái người viết ra Quyển Ba đó, cái người đó là Ngọc Thanh đó, đó là ông tiên tu đắc đạo, tiên trưởng ở tại miền Nam Việt Nam. Thì hôm nay tôi trình bày phải có người chứng thiền để kèm chỉ dẫn cho mình, còn nếu không dễ lạc vào tà kiến, dễ lạc vào ngũ âm ma. Những cái thấy lạ, những cái thấy hào quang, những cái thấy Phật, những cái thấy ma quỷ, những cái thấy cảnh lạ lùng đều là ngũ âm ma nó hiện. Vì mình ép cái xác quá cho nên thân này nó mới hiện ra ngũ âm ma, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, năm cái ngũ quẩn đó nó sinh ra, nghĩa là 10 loại ma, mỗi một thứ 10 loại ma, cho nên nó 50 ngũ âm ma. Nếu không biết thì dễ lạc vào tà kiến, dễ lạc vào tẩu quả đặc ma, có người sanh ra điên, sanh ra khùng luôn. Cho nên vì vậy mà theo tôi thấy, sống ngay cái biết luôn, không có nói ngồi không ngồi gì trơn á. Miễn lặng lẽ thanh tịnh biết là Phật, rỗng rang sáng suốt là Phật, ngồi cũng Phật, đi đứng nằm ngồi gì cũng Phật, giải thoát cả hình tướng ngồi luôn, như vậy mới khỏi lạc vào cái đường tà kiến. Lại chứng thì cái đó phần nhiều là nói ở trên cái dư luận thôi, chứ nó đúng cái chỗ là không tu không chứng không đắc luôn. Không tu không chứng không đắc có nghĩa là sao? Tánh thật vốn trống rỗng, không hình tướng không sắc màu gì hết, như hư không, nó đâu có hư hồi nào mà tu mà sửa. Cái biết mình hồi nào thì đặng trang sáng rỡ, không có tu hồi nào hết cho nên không có sửa, đó là không tu. Không đắc không chứng, cái món đồ không phải của tôi đi kiếm được mới là đáng, mới là chứng. Còn món đồ của tôi từ hồi nào giờ tôi quên, tôi không biết, bây giờ tôi móc túi ra là món đồ của tôi, đâu có ai đem về đâu mà chứng mà đắc. Cái chỗ này tuyệt vời luôn, tánh Phật sẵn có, từ hồi nào tới giờ nó thành Phật sẵn rồi, mình chỉ nhận ra được là mình ngộ được, mình thành Phật. Cho nên không tu không chứng không đắc nghĩa là đã tu đã chứng đã đắc rồi, buông hết tất cả, sống thẳng cái tâm thanh tịnh rỗng lặng sáng suốt, không hình tướng không sắc màu, nên không thể nói có tu có chứng có đắc, mà phải nói không tu không chứng không đắc. Nhưng người đó đã tu đã chứng đã đắc rồi. Đến đây là như vậy. Kính thưa quý vị,
cách đây hơn 2.500 năm, tức là gần 600 năm, Đức Thích Ca là người tu chứng quả chánh đẳng chánh giác tại Ấn Độ và truyền bá đạo pháp đến ngày nay. Thì ai cũng nói là có Phật, lại sao là nói không Phật? Xin thưa rằng điều đó nó có cái hợp lý của nó. Có Phật là vì cái danh từ Phật nó tương đối với cái danh từ chúng sanh. Vì có chúng sanh nên mới có Phật. Mà nếu chúng sanh này là giả, không thật, thì cái danh từ Phật nó cũng giả luôn. Thành thử ra nó giống như là không Phật. Nhưng không phải là không. Cái lặng lẽ sáng biết của Phật là hiện bây giờ mình đang biết, đang lặng lẽ, đang sáng rỡ, không ai làm gì mất cái Phật đó hết. Còn cái tướng giả này nó có mà nó không, bị gì nó hư hoại. Đức Phật dù là 32 tướng hảo cũng vẫn đáp 80 tuổi đem ra thiêu đốt thành tro bụi. Thì như vậy cái đó cũng không thật. Cái hình tướng Phật cũng không thật, cái danh từ Phật cũng không thật, mà cái biết mới là chân thật. Cái biết không hình tướng, không sắc màu, vì vậy có cũng như không. Cái chỗ này hết sức là tuyệt vời. Người nào có tu mới cảm nhận được, mới hiểu được, chứ không thể dùng lý luận mà nói cái chỗ này được. Kính thưa quý vị, cái danh từ đứng ngã ba đường nó phải hợp lý của nó. Mình đứng ở giữa cái ngã ba, không biết đường nào phải, thì đó là ngã ba đường. Tôi đứng giữa ngã ba mà tôi đi theo con đường phải thì không phải là ngã ba đường. Bây giờ nghe mấy ông sư thuyết, nghe lời Đức Thích Ca, rồi bây giờ nghe giáo lý Đức Thầy, tôi nhận ra tâm tôi là Phật, tôi tu ngay tâm tôi là Phật, thì đâu có đứng ngã ba được. Ông sư giải trật thì ông sư chịu. Đức Thích Ca nói đúng nhưng mà người ta dịch sai, tôi cũng không làm theo, mà tôi hành đúng theo tâm Đức Phật. Đức Quỳnh Giáo Chủ là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, chẳng nói dán dài Phật nội tức tâm. Mình hành như vậy chắc chắn 100%, không còn nghi ngờ gì hết. Và cũng đúng lời của Đức Phật, Phật cũng từng nói Phật tức tâm. Thì hành như cái đó, đâu phải là ở ngã ba đường. Còn mình nghe theo mấy ông sư giải văn tự, mình không hiểu, nói mấy ông sư giải dịch chưa đúng lời của Phật, mình tưởng đâu trúng mà mình chạy theo, thì đó mới là lầm lạc, mới là đứng ngã ba đường. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Cái bài thi đó đó, Đức Thầy nói những lời mà các người tu trước khi mà ngồi niệm Phật đó, thì đọc cái câu đó, mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường huynh thiện đến đông quang. Đó. Rồi bây giờ có nhiều người sắp nói mình niệm Di Đà thôi, không về Tây Phương rồi về hôm qua, cái bỏ cái bài đó không có niệm, thì cái đó cái sai lầm của mình. Về Long Hoa cũng như về Tây Phương, cái cõi Tây Phương á, thì cũng chỉ sống có 10.000 năm thôi, nó ngang với cõi trời sắc giới. Còn về Long Hoa cũng sống 10.000 năm, nhưng mà kiến diện chân sư tu hành mau đắc quả, về đó có Phật Di Lạc thuyết pháp, mình tu mau đắc đạo. Còn về Tây Phương, nếu cái người kiến lánh ngộ đạo đó, ta niệm một câu về Tây Phương thì thượng phẩm tượng sanh, làm hạnh Bồ Tát, vô cái hoa sen nở liền thì mới là ngon lành, mới là hân hạnh. Trái lại, mình tu thông thường còn làm tội lỗi mà giấy cầu về Tây Phương vào hạng hạ phẩm, trung phẩm thì phải chịu hàng triệu triệu năm cái hoa sen mới nở ra, nó tu được, thì nó thua cái người ở thượng phẩm, thua cái người về Long Hoa. Cho nên Đức Thầy mới nói như vậy. Cho nên mình học đạo thì phải nghiên cứu cho kỹ để coi chừng mình lầm. Đà, mình ham về Tây Phương quá rồi cái mình giái mình cầu hoài mà không lo tu tâm chữa tánh thì chết cũng không về Tây Phương luôn. Cho nên vì vậy mà mình tu phải nhận thức cho rõ ràng mới không lầm bẩn và mau thành công đắc quả. Tù lời như cá trong lờ, còn thay bắt còn ngờ kẹt không. Tức là thấy con cá trong lời nó mắc kẹt rồi, dễ bắt lắm. Nhưng mà thọt tay vô thì cái hôm ta làm cái ghim chứ không à. Bắt người nắm cá kéo ra không được, bị ghim nó đâm đau. Ý muốn nói rằng, mình thấy danh, thấy lợi gì mình cũng ham, tưởng đâu mà làm được, ai về đâu làm cái mắc nợ. Thấy không? Người ta nuôi cá, cái nó cá lợi quá chắc còn chào á. Bán ruộng, bán đất, mướn người cá, lỗ một cái mấy tỷ bạc.
đất cũng thiêu, ruộng cũng thiêu luôn, từ cái ăn chay ăn hết đổi ngã ra ăn mặn luôn. Nhiều người tu mà bị như vậy rất có hại. Có nhiều cô tu sĩ tu ngon là đất mà nói Việt kiều à, ông nói giàu lắm à, cái ưng qua bển bị ta đài lạ bên Trung Quốc á, bây giờ về cũng không được đó. Đâu phải thấy người ta lợi mà mình lợi đâu, đưa vô cái kẹt hôm liền. Cho nên tu đừng có tham, mình tu mình ăn vậy được rồi, không có ham gì hết trơn, như vậy mới là khỏi bị kẹt hôm, khỏi bị khổ, khỏi bị chết. Nghĩa là tôi muốn nói người tu mà ham danh năng lợi làm lớn đều tiêu hết, không nào nên thân chết. Làm nhỏ nhỏ gì chứ có ăn, nhớ là như vậy đó. Phật đâu có giúp cho mình giàu, Phật giúp cho mình tu mà, giàu quá tu sao đói. Cho nên mấy ông tu mà ra làm lớn là chết mười ngoan hết mười. Trời đã thất còn trời nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi, đó. Vật chất là con chốt, mê cái vật chất này bỏ đạo thì thua, bị chú ý luôn. Rồi kết luận bao nhiêu đến đây kết thúc. Có cái thân nó mới nương theo cái thân mà có vọng tâm, mà có vọng tâm tạo nghiệp rồi thì cái thân chết chứ nghiệp không chết. À, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, nó mạnh thì nở trước yếu tồn lại sau. Rồi luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi vừa chết được ít ngày rồi liền quỵ nghiệp đầu thai làm người trở lại nhớ ngay kiếp người đó. Có người ta nhớ kiếp trước người ta luôn, là chết sanh lại liền. Còn nếu chết sanh lâu thì không nhớ, đều là bị cái nghiệp nó kéo hết. Chính thực tế như tôi nè, ban đêm có những ông nghiện rượu nghiện thuốc lại đây yêu cầu tôi diệt bỏ giùm. Mấy ông than với tôi nói ông Năm ơi, chúng tôi là người âm chết lâu rồi mà bệnh viện nó quá khổ liền ơi, thấy ông bỏ thuốc bỏ rượu rồi cho ta ban ngày được đó, thì thôi bữa nay ban đêm mà nhờ ông bỏ cho tôi luôn, rồi tôi nguyện giá tôi bỏ cho mấy ông luôn. Đó là thực tế đàng hoàng, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn. Còn khỏe không? Vậy cái hồi cái kế tiếp nữa. Đâu còn một hai câu thì làm dạ, cho hết luôn cho người ta đi. Dạ, bây giờ người đây hỏi nè. Người tự tử chết có tội không vậy ông Năm? Cái người tự tử á, chết thì nó có hai cái liều bất lợi. Một là bất hiếu, cha mẹ sanh ra cái thân mình lúc nào cũng thương nhớ, cũng bảo vệ người con, phải giữ cái xác thân không tự tử, không một cái thương tích mới là con có hiếu. Cái thân mình đau khổ thì cha mẹ đau khổ vì mình là giọt máu của cha mẹ sanh ra. Đó. Còn một điều thứ hai, nếu nói theo kinh, cái người tự tử đó chưa hết cái nghiệp thì chết phải đầu thai trả cái nghiệp, chứ không phải tự tử là khỏi. Bây giờ buồn rầu quá, đau khổ quá, tôi chết đặng cho hết khổ, không về chết khổ bằng hai. Cái xe hư thì ta đóng lại cái xe khác tốt hơn nữa cho bò trâu nó kéo. Chừng nào muốn khỏi mà kéo xe thì đừng có đầu thai bò trâu. Nếu đầu thai bò trâu thì phải kéo xe, không có bẻ xe bẻ ách gì được hết trơn. Thì người tự tử giống y như vậy, bẻ ách bẻ xe ta đóng lại xe khác bự hơn chắc hơn nữa cũng không ra khỏi được. Đại ý là như vậy, phải tu mới giải khổ chứ tự tử không giải quyết được gì cả. Nói thẳng là như vậy. Con ơi, chứ đồng đạo này hỏi như thay vì cái người mà chết mình đốt giấy vàng tiền bạc xuống có xài được không? Cái đó thì nói thì nó cũng chạm nữa đó, nhưng mà lời Đức Thầy chính xác, ai chạm nó chịu chứ không có xuyên tạc ai hết. Đức Thầy nói rõ ràng, những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tiếng tiền vô lý. Chưa thần tú bà đều tà mị, mà dắt nhiều quá tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối. Đó là chính xác đó. Mình bị người ta gạt lường cái bắt chước làm theo, rồi giờ thành cái lệ. Mình bị Trung Hoa nó đồ hộ 1500 năm, rồi bây giờ cái phong tục mình cũng đốt bắt chước theo Trung Hoa, chứ không dính đáng gì với cái đạo Phật cả. Đức Phật không bao giờ biểu mấy chuyện đó, thầy mình cũng không bao giờ chịu mấy cái chuyện đó. Phải nhớ điều đó là quan trọng. Rồi vị đồng đạo này hỏi về cái chỗ ăn uống nè. Ngày thường ăn mặn á, các ngày thường, rồi ngày rằm á, chay giới, con ăn chay như vậy có được không Năm? Nếu nói được thì ăn một ngày cũng đỡ hơn không ăn.
tu một ngày cũng đỡ hơn không tu, kêu mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, còn nếu nói trọn thì chưa trọn. Mình không ăn một ngày mà 29 ngày mình sát sanh thì bù lại đâu có nổi. Thành ra như vậy là chưa có trọn, cho nên phải ăn chay luôn thì mới trọn. Cái ý tôi thì như vậy. Cái hỏi còn ba câu này là câu 7, câu 8, câu 9. Cái này giải ra nhiều dòng, là dài dòng lắm quý vị ơi. Bây giờ hỏi câu thứ 10 đi, bỏ qua mấy câu đó đi ha. Người chết sau 49 ngày liên tục cầu siêu có được không ông Năm? Cho con đồng đạo hiểu. Thật ra đó thì nếu ông bà cha mẹ của mình mà có chết, mình cầu nhiều càng tốt chứ không có sao hết á. Còn nếu nhờ người ta thì phiền phức lắm. Nói cha mẹ mình, ông bà mình mà bắt người ta cầu nguyện 49 ngày, ngày nào cũng đi, coi chừng mình nói làm thì có phước, chứ coi chừng nó mất phước. Cho nên cái điều đó, cá nhân gia đình mình, con cháu mình lại tối ngày luôn, bao nhiêu cũng tốt, nhưng mà đừng có yêu cầu người ta để giúp mình như vậy. Tôi đại khái là vậy đó. Kính thưa quý vị, mình ngủ mơ mà thấy Quan Âm hình tướng tốt đẹp, rồi mình phát tâm tu hành để làm việc thiện thì đó là tốt. Đừng có khởi tâm chấp mình thành Phật thành tiên là được. Còn thấy Quan Âm cái mình chấp tôi chắc đắc đạo rồi, mới thấy Quan Âm rồi là cái đó bị vọng tưởng. Mai Dương nó giả làm Quan Âm cái nó hút mình theo luôn, cái ly lạc. Cho nên thấy là thấy, biết là biết, làm thêm việc lành, làm thêm việc tốt là thật tốt, ý vậy đó. Có cái này, vị đồng đạo này đang ngủ mà thấy người âm nam nữ tuổi độ từ 40 đến 50 họ đứng nghiêm trang như vậy, cái điểm đó tốt hay xấu? Nhờ Năm cho đồng đạo này hiểu. Thật ra thì cái đó đó là do cái cảm niệm của mình, lúc đó cái tâm mình yên tịnh rồi bỗng nhiên nó thấy vậy thôi. Mình đừng chạy theo cái đó, mình cũng đừng có phiền não gì với cái đó, để tâm bình tĩnh để lặng rõ biết thôi thì nó tốt. Còn nếu mình chạy theo, mình mừng hay mình sợ thì tâm nó rối loạn, mà rối loạn dễ bị lạc vào tà kiến. Cho nên lúc nào cũng bình tĩnh, chuyện gì đến thì đến, thấy cái gì thì thấy. Tôi là cái thấy cái biết, không chạy theo ngoại cảnh, như vậy là xong. Đồng đạo hỏi sao trong giấc ngủ thấy con rắn to biến thành gồng đen, vì nhìn vào mắt con gồng bỏ đi, nhìn thẳng vào người này rồi bỏ đi, gồng bỏ đi. Ông Năm giải dùm cho đồng đạo này hiểu chỗ này. Con rồng á thì nó là vật tứ linh, khi nào mà có Chúa ra đời đó thì mới có nó. Thành ra cái điều mình thấy rồng đó là Việt Nam mình nó hết thời kỳ khổ sở rồi, nó hết thời kỳ gian lao, cho nên sẽ có Chúa Thánh ra đời, chắc chắn là như vậy. Một ngày gần đây thôi, Minh Dương thị chúng thế giới bình yên, mình cầu nguyện mấy chục năm rồi, bây giờ nó tới, nó liền báo tin cho mình sắp có Chúa Thánh ra đời.